đây là một món kem rất ngon được vừa mới lấy trong tủ lạnh ra để mời mẹ Thư và Cát ăn. Đây là một món kem rất là đặc biệt, kem màu trắng. Đố biết mọi người kem màu trắng là kem gì? Chỉ có kem dừa nè, kem gì? À, Cát đã bật mí rồi, đây là kem nhãn nha mọi người. Món kem nhãn này là một món kem mà rất là ngon, mà không phải là ở đâu cũng có bán. Cho nên là ngày hôm nay cả nhà Huy Khánh sẽ review cái món kem nhãn. Kem nhãn chỉ có bán tại cửa hàng Chu Chu Food Mart nha mọi người ơi. Chu Chu Food Mart. Nói em điện thoại quá ha. Kem này mà muốn ăn không ngán thì mọi người nhớ bỏ thêm cà phê. Và trong cái combo kem dừa này sẽ có luôn dừa khô. Thấy chưa? Cát ơi. Ê khoan để về ăn không hết nó hư cái kem sao. Ok, của con riêng bên đây. Mỗi người một cái muỗng ba đã chuẩn bị rồi. Ba nào? Mỗi người cái muỗng ba chuẩn bị có hai cái à. Ba có chuẩn bị cho ba một cái muỗng rồi. Trời ơi. Ăn vậy mới đã các bạn ơi. Nắm cái phần cà phê ra đây rồi cho các ăn. Ba ăn kem siêu khủng, ăn kem bằng cái muỗng siêu khủng. Ngon không? Múc nhiều bắn quá. Vừa béo vừa ngọt vừa thơm. Vừa có một cái miếng nhãn nữa. Mình để dừa vô ăn. Bây giờ múc ra đĩa. Ăn vậy luôn hả? Kem dừa này bao nhiêu một hũ vậy? 95.000 một hũ. Một hũ này là nửa ký. Cho mọi người coi cái kem nè. Rất là nhiều dừa. Đó, cạo cái dừa qua, khác không thích ăn. Ủa lộn, cạo qua rất là bên. Nhiều nhãn chứ. Đó. Nhãn mọi người thấy không? Sắn một miếng lên. Bự lên cái mặt á. Tại trả muỗng cho Cát nè. Cát ăn cái này luôn hả? Được rồi. Bây giờ mình thử chơi cái game này vui lắm nè. Trụ xì ai mà thua là bị múc một muỗng kem bỏ vô miệng. Trời ơi, lạnh, lạnh là lắm. Không được mở ra, chưa không? Ai mà thua trước là sẽ bị thua cuộc. Chơi không? Trụ xì nè Cát. Nhưng mà người thắng được cái gì? Đúng rồi. À, người hai người thắng sẽ được người thua chiên cái loại bánh cái gì đó. Phô mai que. Phô mai que. Thôi, em muốn. Vậy thì người thua sẽ bị một món quà hả? Nếu như con thua không có tiền mua quà cho mọi người không? Con phải mà các có heo. Nếu nếu các thua các sẽ vẽ một bức tranh ba với mẹ. Ok. Ok ạ. Vẽ ba sáu thôi. Rồi kệ con, còn mẹ thua mẹ sẽ làm cái gì? Nếu ba thua ba tặng quà ở nhà. Không, ba không có quy ra tiền nè, nếu quà là phải quà hết. Nếu ba thua thì ba sẽ làm đồ ăn cho Cát nguyên một ngày luôn. Ủa bình thường ba cũng làm mà. Ai lộn, nếu mẹ thua mẹ sẽ làm đồ ăn cho ba với Cát nguyên một ngày. Rồi ok. Nếu mà ba thua thì ba sẽ. Mẹ muốn làm gì làm nhưng không có đòi hỏi nha. Nếu mà ba thua thì ba sẽ. À, ba thua ba phải xếp đống đồ trong kho. Hoài vậy. Tại vì em làm biến xếp đồ lắm. Nếu ba thua ba sẽ lau nguyên nhà. Thôi không cần, lau nhà không cần. Rồi xếp đồ luôn nha. Rồi ok nha. Rồi Cát đâu? Rồi Cát. Cát thua thì Cát vẽ tranh. Mẹ thua thì mẹ làm đồ ăn. Một muỗng bự hay sao? Đồ nha. Cho Cát múc đầu tiên á. Khoan phải tôi xì ai thua chứ. Rồi. Giờ mình múc một cái muỗng này mình để đây nha. Đúng muỗng không? Vậy hả? Đúng rồi, ai rồi. Thua là bị ngậm muỗng này. Rồi. 1 2 3. Rồi, đưa miệng ra bỏ miếng dừa ra tại Cát không thích ăn dừa đúng không? Ủa, người thua mà. Người thua là bị ngậm. Đúng rồi, con thua đó. Ủa? Quên rồi, Cát ra cái búa, cái thắng mà. Em với anh mới là người thua nè. Anh. Hai đứa mình là cây kéo, Cát cái búa. Ủa? Đúng rồi. Vậy hả? Em anh dùng dây lại nè. 1, 2, 3. Rồi. Ăn hết rồi. Không được mẹ mở miệng ra. Như lâu hả? Đến như 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 mới ăn hết. Ai mà ăn hết sớm thì người đó thắng. Đúng không? Mẹ là 21 rồi đúng không?
Nó lận luôn đó. 3 lần. Lận lắm luôn á. Thôi ví dụ như cho cát thì nhỏ hơn. Không, mẹ ra rồi, bây giờ chỉ còn 3 với cát thôi. 1, 2, 3. 3 bự hơn. Cái gì múc trước rồi. Đã múc cho mẹ bự lắm. Ba không ăn dừa. Ăn dừa sao nuốt. À, nãy em cũng phải có dừa mà. Xong rồi. Ủa chưa kịp đáng rồi. Đáng kiểu, chưa đáng rồi. Làm lại. Tại vì ta chưa kịp đếm mà. Ủa đút vô miệng phải đếm như tiện đút vô miệng. Xong rồi múc cái khác. Quên. Rồi bây giờ Giang 2 muỗng luôn à. Vừa ngậm miệng là đếm liền nha. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Vậy là 325 nha, ok. Rồi cát nè. Rồi bây giờ bắt đút vô đếm đi. Ai bự lên miếng nữa không? Phải có nhãn nữa nha. Cát là em bé mà. Phải có nhãn chứ, kem nhãn mà. Rồi, nhãn nè đó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bằng, bằng, 25, bằng, chạy nó bằng luôn. Chạy luôn. Mọi người ơi, ba với cát bằng nhau. Nó lạnh quá, chảy nước mắt luôn hả? Ba với cát tỉ thí. Ba với cát vô vòng cuối. Hai người múc cùng một muỗng. Bỏ vô miệng. Ủa đâu, chi thì em đã thua rồi mà. Em nhiêu? Em 21. Ủa? Mẹ thắng. Ủa lộn, mẹ thắng chứ. Yeah, ba thua. Vậy bây giờ cái muỗng này của cát với ba bằng nhau. Ba đừng ăn gian, ba thua. Thì bây giờ ba với cát tỉ thí, ba múc muỗng bự nè, cát muỗng ba nhỏ. Ba đã thua rồi, cát mới có 24, cát nữa anh đừng ăn gian. Tua lại liền. Em tua lại là em ăn gian. Bây lại giờ nè, đút vô miệng, 1, 2, 3. Bắt đầu là đếm thôi, anh bự hơn đúng không? Nếu mà ai hết trước thì người đó thắng thôi, chuẩn bị nha. Em chỉ được đếm thôi. Chỉ được em đếm thôi nha, rồi bỏ vô miệng đi. Đếm cùng lúc đó nha. Ừ. Bây giờ mẹ đếm 1, 2, 3, hai người sẽ bỏ vô miệng. Yeah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. Cái gì vậy? Anh cũng luôn. Ủa cuối cùng cái này review kem hay là chơi game ăn kem? Cuối cùng ôi, người ta không biết kem rồi, chơi game mà. Ok bây giờ mọi người nói một chút xíu về cái món kem này để coi nó ngon như thế nào chứ. Là nhiều nhãn luôn. Vậy bây giờ con với mẹ thôi chơi đi. Làm sao? Cái kem á, cái thịt nhãn là cái nhãn tươi luôn. Cho nên là mình ăn nó không có bị ngán. Rồi. Rồi thêm cái nữa là cái vị kem nó cũng không có quá ngọt. À, độ béo cũng vừa, nói chung là nó rất thanh chứ không có quá ngọt mà cũng không có quá béo. À, cho nên là rồi, khi cá mà ăn không có ngán. Hát cát ha. Có vô miệng rồi. Thầy nói đây. Không muốn nói. Thanh thì béo với ngọt. Mình nhai vô giống như mình đang nhai cái gì nó giật sực 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 giống như nó không có bị giống như là mình ăn mình cắn vô, thường là mấy cái kem kia là mình ăn mình nhai bị tê, cái này không bị. Nó không có bị đá nhiều. Còn mình thì cái cảm giác của mình là rất là bực bội các bạn ơi, mình bị đếm ăn gian, mình bị đếm rất nhanh. Nếu như nãy mọi người coi thì mọi người sẽ thấy được mình bị đếm rất nhanh, cho nên mình rất là thì bực. Tại ba là người nhanh nhưng nhất mà... ba người là người nhanh nhất trong nhà, nhưng mà mình vẫn ăn một muỗng nữa. Bỏ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nói rồi. Kem này nhiêu kìa. Dạ hỏi quá. 95 ngàn một hộp. Bán ở đâu? Có bán tại Chu Chu Food Mart, hotline 0907. Có 55 ngàn. 95 ngàn. 95 ngàn một hộp nửa ký.
mình có thể bảo quản tủ đông được 2 tuần. Và số điện thoại hotline là 0907849619. Đặc biệt là kem không có đá nha mọi người. Đó. Không có bị đá. Trời ơi. Ghê quá. Còn bây giờ thì nguyên gia đình mình xin chào và hẹn gặp lại nha.